Ok, này là bác giao cho ở ở gì ta? Đà Lạt, Đà Lạt nha anh em. Đà Lạt. Bắt 25 em. Một lần anh trai đã bắt một lần rồi, nay đến bắt một lần hai nữa mà em vẫn chuyển lên. Hả? Cái mà bắt bên đây là cái mà. Ở đây nữa. Tổng cộng là hình như 25 em hả? 25 con. 25 con. Ừ. 41 hay gì? 40 à 40 hả? Ừ, đang bắt. 25 em về Đà Lạt. Anh trai là ở ngay, anh em có du lịch Đà Lạt thì ghé cà phê Mê Linh nha. Là chỗ đó của anh, chỗ đó của anh khách đó. Cà phê Mê Linh. Bốn em trong đó rồi chưa, còn đang con đúng không? 151 con nữa, em nữa về Đà Lạt nha. Cảm ơn anh trai tin tưởng em, đến em lần hai đó, một lần trước thì 25, lần này cũng 25, là tổng cộng là 100 em nha. Ok, em sẽ cho xe vận chuyển anh em ở xa, nếu mà đến bắt, nếu mà không không đến được thì cứ gọi trực tiếp cho em, thì em sẽ tìm cách em vận chuyển lên. Còn nếu mà anh em xuống tầng trại thì nó tốt hơn. Đây, đây em gái đang bắt ha. Ok. Quá gọn. Thời tiết nắng quá. Rồi đủ 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 lượng cho Nam. Đây, đang đóng ha. 25 con. Đem cái bảng cái chung hãng này. Chú chưa lên hả bố? Chút xíu nữa, nửa tiếng rồi. À nửa tiếng nữa hả? Sẵn giấy sẵn đi con. Giấy. À vậy, đọc được không? Giấy tờ đầy đủ ha. Đây là này. Ôi trời. Cái này 25 em. Đó, 25 em về Đà Lạt. Này là 15 em về Bến Tre, chuẩn bị ha. Chuẩn bị 15 em về Bến Tre lần 2. Ok. Cảm ơn mấy chú đã tin tưởng em ha. Này 25 em, 25 em này về Đà Lạt nha anh em. Giấy tờ đầy đủ, sức chạy là giấy tờ đầy đủ hết. Đó. Rồi, bỏ lên đi. Ba ký tư. Rồi, số 3 ký tư. Biên bản 3 ký tư luôn. Nè, 3 ký tư nè. Con nào đưa qua 3 ký 4 vậy đi cho dễ, vừa cần được không? Ôi khó quá ha, bỏ qua đi cưng. Phải bắt cho bằng được rồi. Ok. 3 ký tư. Cái gì bố sợ nó ra hay gì? Xe mình bỏ lên xe mình gài. Con gài con lên hết trơn rồi. Chứ xe 7 chỗ là muốn để không đủ chỗ á. Dạ. Lần trước nhớ là con đực này nó đẹp nè. Nhận đực này thì ok. Nè lấy đẩy này qua, này qua bánh con ngon. Đưa đại cái túi con vô anh. Kéo qua bánh cho em nó cột. Ừ. Này con.
quá rồi. Còn bây giờ nhảy luôn. Trời ơi. Nước. Nước đó đó. Con nói chuồng mấy đi con? Dạ. Cái là 4 là xe 4 rồi. Anh để nó con này chồng lên con kia chứ. Mình kệ con cột mắt cái. Để nó nằm trên sao như con thì nguyên cột mắt thì nó cắn chưa gì cắn ra luôn. Ba ký. Ok ha, 25 em. 6 em cái. 6 em cái 10 mấy em được hả? 19 em được. 6 cái 19 được. Cái gì đất ở chảnh hả? Rộng lắm hả? Ừ. Bên kia nhìn thấy người ta. Chắc tới nóc luôn á. Lần đó con nhớ là chắc tới nóc luôn á. Lần trước á. Ừ. Đúng rồi, chắc vậy đó. Lô trồng này đẹp không? Lô trồng được rồi dân nhiều. Đúng rồi, lô này đẹp lắm. Lô này luôn lô giống không. Vô chết in cái khuôn lịch ở Đà Lạt là có cái chỗ quả luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, cái chỗ săn mây săn bọng vậy đó. Chỗ đó săn mây đó. Chỗ mình chụp từ săn mây đó. À chỗ đó săn mây luôn đó hả? Săn mây là phải rất sớm lắm á. Hết đó nha, để nó không gài không sụt xịt nha. Để rác ra ngoài đi, nó không có sụt xịt. Để gài đầu á. Kéo mấy cái chì ra ngoài xếp đầu cho nó cắn xuống đó, rồi để mấy cái vô giữa. Đúng rồi, cho nó gài lại mới được. Gài đầu để lên đốc nó tụt. Cái giấy kia là gì? Cái thùng. Ở ngoài sau trước luôn. Quá trời. Chiếc xe này là chở được cái chừng 30 được nè. Được, em 30 ngoài trước nữa là 30, chiếc này rộng. 30 con là bình thường. Ở đằng sau không 30 được luôn á. Ship ngang lại gọn lại là được. Cái này mình dạ. Ừ. Này chở có 30 bình thường. Này lên đó này 25 5 con là bình thường. Trời trời, trời em lấy cho chú cái thùng giấy đi con. Rồi, lên xe đi nha. Chắc sáng ngày mai. Sáng mai là nhận được. Sáng mai chứ. Ủa, chưa chứ, chưa ngày mai là nhận được nha anh trai. Rồi, cảm ơn anh nha. Anh em có mua chồng thì cứ liên hệ trực tiếp em số 0914 444 865.